À, tôi nghĩ là đấy là một cách nhận xét cái khuynh hướng đa năng trong hoạt động cầm bút của tôi, muốn thử nghiệm mình trong nhiều lĩnh vực. À, riêng bản thân tôi thì tự cho mình là nhà thơ, à, một dịch giả. Hay nói cách khác là người luyện chữ. Hoặc là như nhà phê bình văn học Đặng Tiến Định Tranh, hai chữ Dương Tường Ngạch Ngang, kẻ chữ. Tôi thích cái định danh ấy, Dương Tường Thế kẻ hả? chữ. Thế chứ. Ở trong một bài viết cũng đã lâu rồi, về một cái tạp luận về nghệ thuật, tôi có nói là người dịch phải là dòng tác giả, có nghĩa là dịch theo tôi không như người ta cảnh báo một cách hù dọa, mà là một cố gắng tái tạo lại nguyên tắc, mà thành quả là kết quả mãn ý nhất là làm sao giữ được nguyên vẹn trung thành với tinh thần của tác giả, nhưng đồng thời rõ được trọn vẹn cái bản sắc của người, hay nói cách khác là phải có cả 100% tác giả, 100% dịch giả. Tôi cho đấy là bản dịch lý tưởng, một bản dịch lý tưởng như thế không có nhiều, ở trong văn học của ta là gần gũi, lấy một cái ví dụ gần gũi như bản nôm Tinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm, dịch bản chữ Hán của Đặng Thiện Côn. Trong bài viết người dịch đồng tác giả với một chút ngông nghênh đùa, nói đùa là nếu mà mình tự lượng thấy mình có đủ sức để làm cái công việc từ lớn là dịch cái tượng đài văn học của nước ta chuyển ngữ nó sang một ngôn ngữ khác, thì là tôi sẽ ký là Kiều Nguyễn Du Dương Tưởng. Nhưng đấy là một cái phát biểu có tính hơi giỡn, hơi tự đùa giỡn tí. Thực ra cái ấp ủ của tôi suốt đời là dịch kiểu, nhưng mà chưa bao giờ tôi tự thấy, chưa bao giờ tôi thấy mình ngang tầm với cái việc làm đó. Chỉ đến khi mà mắt đã mờ rồi, không nhìn rõ chữ, lúc cái và quỹ thời gian cũng không còn mất. Tôi nghĩ bây giờ mà không làm thì đến bao giờ mới làm. Thì tôi lao vào cuộc phiêu lưu cuối cùng và lớn nhất của tôi là chinh phục cái đỉnh Everest của mình. Cho đến lúc mà tôi bắt tay vào đó, tại vì cái ấp ủ ấy, cái mơ ấy, nó là hình như vào máu của tôi. Từ khi bé tôi vẫn được một bà cô du trong bằng chuyện kiểu, bà cô già
không biết chữ nhưng mà thuộc lòng kiểu, thì tôi đã được lớn lên trong tiêu chuẩn, cho nên tôi thuộc kiểu các trong đầu. Và khi bắt đầu lao vào cái cuộc thì tôi lúc bây giờ lâu rồi tôi bỏ không biết bằng trong bằng tay dùng máy tính quen, tôi phải làm lại công việc là phải tập viết chữ bằng tay, rồi lại cùng với một cháu nhỏ con của bạn con trai tôi đến cùng ông, hai ông cháu học lại kiểu và tôi ôn lại kiểu. Đôi lúc học học bàn như là hai bàn với nhau, từng những cái chỗ hay chỗ dở, những cái ai có kiểu, những chỗ thâm thúy có kiểu. Trong suốt 2 năm mò mẫm nhờ các bạn trẻ dựng một cái màn hình lớn zoom chữ lên mò cho học thuộc lòng cái bản tin, tôi đi hết 3.254 câu. Nhưng ngay cả đến khi đó tôi vẫn thấy mình cái sức mình thực sự là còn dưới tầm một chút kia, cho nên tôi không thể nói rằng tôi đã thành cái ước nguyện đấy. Tôi đã nói một cách hơi ngông nghênh, có một chút bốc đồng của tuổi trẻ. Thật ra tôi nghĩ rằng nhân vào cái dịp 200 năm kỷ niệm ngày ấy của Đại Thế Hào Nguyên Chủ, đây là một nén hương thành của tôi thắp lên chỗ tổ một chút biểu hiện lòng báo hiếu của một người yêu chuyện Kiều, yêu tiếng mẹ đẻ suốt đời vì tiếng mẹ đẻ. Trong cái quan niệm dịch thuật của tôi nghĩ rằng để mà đem được cái bản sắc của mình vào vào công trình thì phải không phải bám chữ, không thể những cái tiết thơ của Kiều, mình phải tìm những hình tượng thơ tương đương chứ không phải là giống như thế. Chẳng hạn như ở câu 329, 320 đại gương, đại gương soi tới dấu hiệu được chăng, cái kỳ cương kim trọng ướm hỏi kiểu về cái triển vọng của cuộc, thì tôi dùng một tư thế một hình tượng khác mà tôi cho là cũng rất là trung thành và tương đương với nguyên bản, là liệu cái ngọn cỏ này có mong được một tia từ ngôi sao vời vợi trên phía này. Could this leaf of grass expect to receive a ray from the star aloft? Thì tôi nghĩ rằng câu ấy là một cái hình tượng đó là một hình tượng có thể gọi là tương đương trung thành với hai câu tiếng Việt, đồng thời nó lại mà có một cái phong vị khác, nó mang một cái phong vị mà gần gũi với thơ Tây Phương. Nỡ tình chưa trả được cho chàng thì nó vẫn nguyên như một một khối đá chưa tan
động lại trong trái tim đặt dưới mồ của tôi. It was day, an unthought mass of ice in my entombed heart. Cũng từ cái quan điểm là phải mang cái đầy đủ cái bản sắc của mình gửi gắm vào trong bản dịch, thì tôi tự cho mình một cái lề tự do là tôi không đề là do dư tưởng gì, mà đề là kiều theo cách dư tưởng kể. Chính ở đây tôi tự cho rằng đấy là một cái nét đặc sắc của dư tưởng, của bản kiều dư tưởng. Tôi chắc là không giống nhiều bản dịch khác, bởi vì phần lớn các bản dịch khác đều dịch câu thứ hai chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, là có cái sự qua lại chứ cứ ghét nhau ấy là còn hàm một ý là sự qua lại. Destiny implicably sets upon talent. Tôi nghĩ rằng tôi nhấn ở đây một cái gọi là leitmotif của Kiều Nguyễn Du. Suốt cả cái quá trình trong cả cuộc đời của Kiều, cái số mệnh bao giờ cũng là cái không nương tay với tài sắc. Chứ cái tài sắc, anh tài sắc có làm gì được anh mệnh đâu, và chỉ là đạo đức. Cho nên tôi cảm nhận cố tình nhấn mạnh câu thứ hai thành một thứ leitmotif của Kiều. Kiều gặp nạn bán mình chuộc cha, rơi vào tay Mã Tam Thính, rơi vào tay Tú Bà, rơi vào tay Sở Khanh, tiếp theo là rơi vào tay Hoàng Tử, rồi đến rồi vào tay Bảo Bà Bà. Suốt cả một cuộc đời 15 năm đó, cái tài sắc có một phản ứng nào là với lại cái mệnh đó. Cho nên không, tôi không hiểu theo cái nghĩa khéo là ghét nhau, theo cái nghĩa cái hàm ý qua lại, mà là chỉ là tài sắc, chỉ là nạn nhân của cái đó mà. Có chăng thì chỉ là ở chỗ đem cái đức của mình, đức năng tăng số. Như vậy tôi tự cho rằng đấy là có một cái điểm đặc sắc của bản kiều của chương trình. Tôi có một cái ý nghĩ thế này, trong cái thời đại của thế giới mở này, như càng nhiều lớp trẻ biết tiếng Anh và có thể tìm đọc kiều bằng các bản dịch, nhưng tôi nghĩ rằng cái tiếng Việt hồi Nguyễn Du với cái tiếng Việt hiện đại là có những cái so le, có những cái lớp trẻ hiện nay gặp đọc trong tiếng Việt của Nguyễn Du là có những cái khúc mắc. Tôi có một cái tham vọng nhỏ là bản dịch của tôi có những chỗ có thể giúp các bạn trẻ hiểu thêm cái bản gốc của Nguyễn Du. Tôi rất tâm mắc với cái câu của cụ Phạm Huỳnh là chuyện kiều còn thì chữ cứ còn. Cho nên một trong những nguyện vọng của những người làm chữ như tôi là họ vĩnh kiểu hóa cái tượng đài đó từ thế hệ này sang thế hệ khác, nối tiếp nhau không ngừng.